Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu cho bức tranh về hình ảnh một gia đình gồm 4 thành viên nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thế nào? Áo của mẹ bố mình sẽ có màu này. Mình sẽ lấy màu hồng để tô váy. Mình sẽ lấy màu vàng để tô cái áo. Mình sẽ lấy màu này để tô cái áo cho mẹ. Mình sẽ lấy màu xanh này để tô cái quần. Màu đỏ mình sẽ tô cái mũ này. Mình sẽ lấy màu xanh lá cây để tô quần cho người bé.